vọng hòa bình, khát vọng dựng xây, khát vọng phát triển. Những khát vọng ấy bừng lên trong trái tim những người dân Việt Nam khi họ vừa đi qua hai cuộc chiến tranh tàn khốc. Tái thiết đất nước mang lại cuộc sống tràn đầy ánh sáng cho tương lai. Ước mơ này sẽ không thể trở thành hiện thực nếu thiếu điện. Và đó là khởi nguồn của công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á đầu những năm 80 của thế kỷ 20, Thủy điện Hòa Bình. Khi hòa bình được lập lại trên dải đất hình chữ S, tổ quốc non sông thu về một mối, cũng là lúc người Việt Nam lại phải đối mặt với thiên tai, với đói nghèo, với tình trạng bị tụt hậu hàng trăm năm so với thế giới. Đảng và nhà nước đã khẳng định chủ trương, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì điện khí hóa phải đi trước một bước. Tại thời điểm đó, sông Đà vẫn được coi là một hung thần bất trị trong mỗi mùa mưa lũ, đe dọa sản xuất sinh hoạt và sự an toàn của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, trong đó có thủ đô Hà Nội. Sông Đà chiếm tới 55% tổng lượng nước của hệ thống sông Hồng, là một mối nguy nhưng cũng là nguồn công năng rất lớn chưa hề được khai thác. Từ những năm 40, người Pháp đã tiến hành khoan thăm dò lòng sông, nhưng đánh đầu hàng không khắc phục được những yếu tố bất lợi về địa chất của sông Đà. Đến những năm 70, các chuyên gia địa chất Việt Nam với sự hỗ trợ to lớn từ các chuyên gia Liên Xô đã thực hiện khoan thăm dò toàn bộ các tuyến để so sánh khối lượng xây dựng. Việc chọn tuyến xây dựng nào là một quyết định không dễ dàng. Đối với thủy điện Hòa Bình là người ta chọn một cái đoạn tuyến 40 cây số có 6 tuyến nâng trên khắp cả 40 cây số đó, cái lớp phù sa ở dưới lòng sông đều dày từ 40 đến 60 mét. Nên cuối cùng thì người ta chọn lại chỉ lấy hai tuyến là tuyến Hòa Bình trên và tuyến Hòa Bình dưới để thiết kế chi tiết so sánh. Thì bây giờ các chuyên gia của Viện Thiết kế Thủy công Baku thì chọn tuyến Hòa Bình trên. Còn các chuyên gia thủy công của Viện Thiết kế Mạc Tư Khoa thì chọn tuyến Hòa Bình dưới. Do sự khác nhau đó nên sự tranh luận hết sức là sôi nổi và gay gắt. Phải kéo dài đến 2-3 năm, một quyết định tuyến chính thức là Hòa Bình dưới. Đúng 10 giờ ngày 6 tháng 11 năm 1979, công trình thế kỷ chính thức được khởi công trong sự háo hức và mong chờ của nhân dân cả nước. Trong 15 năm xây dựng, đã chứng kiến những kỳ tích vĩ đại trên công trường xây dựng Thủy điện Hòa Bình với nhiều dấu mốc ấn tượng. Ngày 12 tháng 1 năm 1983, hoàn thành ngăn sông Đà đợt 1. Từ giây phút này, dòng sông Đà chính thức chảy theo ý muốn của con người. Ở nước ta, con người hoàn toàn có khả năng chiến thắng thiên nhiên lâm khí cực kỳ độc ác và nguy hiểm. Thay mặt Hội đồng Bộ trưởng, tôi ra lệnh lập sông Đà tên tuyến Hòa Bình ở đây. Sau lễ ngăn sông lần thứ hai, cả công trường sôi sục khí thế thi công chạy đua với thời gian nước lũ, thực hiện mục tiêu đưa các tổ máy vào phát điện theo kế hoạch.
Những khẩu hiệu bằng cả hai thứ tiếng Việt, Nga xuất hiện trên khắp công trường như Vinh quang thay những người xây dựng thủy điện, tất cả cho mục tiêu phát điện tổ máy 1 đúng tiến độ. Ngày 30 tháng 12 năm 1988, tua bin tổ máy số 1 bắt đầu quay vòng quay đầu tiên, đánh dấu thành quả sáng chói sau một chặng đường dài gian khổ của hàng vạn cán bộ công nhân viên trên công trường. Và sau đó, liên tiếp các tổ máy khác đi vào hoạt động. Ngày 20 tháng 12 năm 1994, nhân dân cả nước phấn khởi chào mừng sự kiện vô cùng trọng đại. Đó là ngày khánh thành công trình thủy điện Hòa Bình trên sông Đà, kết quả của 15 năm lao động quên mình vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc. Ngày hôm nay, các kỹ sư, công nhân, bộ đội Việt Nam và các chuyên gia Liên Xô đã vui mừng chia sẻ với nhau những nụ cười và cả những giọt nước mắt xúc động. Họ khóc vì được chứng kiến công trình vĩ đại của hàng vạn con người mà hôm qua còn là anh nông dân đi sau con trâu cày. Hôm nay đã là những người tiên phong dựng nên công trình thủy điện lớn nhất của Việt Nam, lớn nhất Đông Nam Á. Trong thư chúc mừng của chính phủ nhân dịp khánh thành nhà máy, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã viết: "Chúc nhà máy thủy điện Hòa Bình mãi mãi là biểu tượng lao động sáng tạo của nhân dân ta." Ngày 22 tháng 6 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 147/2006/QĐ-TTg. Theo đó, nhà máy thủy điện Hòa Bình chính thức trở thành công ty thủy điện Hòa Bình. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đặt niềm tin rằng, nhà máy thủy điện Hòa Bình không chỉ là một trong những cánh chim đầu đàn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, mà còn là một phần xương sống của nền kinh tế đang trên đà công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tròn 3 thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày 30 tháng 12 năm 1988 lịch sử, khi tổ máy đầu tiên của công trình đi vào hoạt động. 30 năm không ngừng nỗ lực để làm chủ sức nước Đà Giang dũng mãnh, mang nguồn vàng trắng phục vụ công cuộc phát triển kinh tế đất nước. Với nhiệm vụ trị thủy, nhà máy đã hoàn thành xuất sắc trọng trách chống lũ, đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ du. Trước khi có thủy điện Hòa Bình, người dân miền Bắc năm nào cũng thấp thỏm chạy lũ mỗi khi mùa mưa lũ về. Nhưng từ khi có nhà máy thủy điện Hòa Bình, đồng bằng sông Hồng không còn bị ngập úng nghiêm trọng nữa. Ngay cả trong đỉnh lũ năm 1996, với sức nước 22.650 mét khối một giây, thủy điện Hòa Bình vẫn cắt lũ an toàn, bảo vệ vùng hạ du và toàn bộ hệ thống đê điều. Là một cánh chim đầu đàn của toàn ngành công nghiệp, là niềm tự hào của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Mỗi năm, thủy điện Hòa Bình cung cấp từ 8 đến 10 tỷ kWh điện cho cả nước. Ngày 24 tháng 5 năm 2016, nhà máy đã đạt sản lượng 200 tỷ kWh, trở thành nhà máy có sản lượng điện cao nhất cả nước. Không chỉ cung cấp sản lượng điện lớn, với ưu điểm là nhà máy thủy điện được thiết kế lắp đặt đồng bộ, các tổ máy có khả năng điều chỉnh chế độ làm việc nhanh nhạy. Nhà máy thường xuyên đảm nhận vai trò chính trong việc điều chỉnh tần số, điều chỉnh điện áp, góp phần quan trọng duy trì chất lượng điện năng, ổn định vận hành hệ thống điện quốc gia. Trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng diễn ra nghiêm trọng hiện nay, Thủy điện Hòa Bình còn giữ trọng trách điều tiết nước trên hệ thống sông Hồng. Hồ chứa của công trình đảm bảo cung cấp đủ nước vào mùa khô hàng năm cho hơn nửa triệu hecta đất nông nghiệp vùng đồng bằng Bắc Bộ, phục vụ phát triển nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt của nhân dân. Từ khi có thủy điện, bà con nông dân không ngừng mở rộng canh tác, gieo trồng và thu hoạch quanh năm, thoát khỏi cảnh chạy lũ vào mùa mưa và ruộng đồng đỏ cháy nứt nẻ vào mùa khô như hàng ngàn năm trước đó. Nhờ có thủy điện Hòa Bình, dòng sông hung dữ năm nào nay đã trở thành một tuyến vận tải an toàn hiệu quả, với tải trọng và lưu lượng đi lại lớn từ bậc thang Sơn La về Hòa Bình, cũng như từ Hòa Bình đi hạ lưu. Ngày nay, các tàu hàng nghìn tấn có thể đi lại bình thường trên sông Đà, sông Hồng, mang những chuyến hàng tấp nập giao thương đi khắp các vùng miền, góp phần phát triển kinh tế các tỉnh miền núi,
đưa tiềm năng kinh tế của miền núi phía Bắc hòa vào dòng chảy chung của đất nước. Tính đến nay, sau 30 năm, thì nhà máy thủy điện Hòa Bình đã cung cấp cho hệ thống gần 230 tỷ kWh. Một trong những cái nhà máy mà có hiệu quả nhất của Việt Nam đến thời điểm hiện nay, và cũng chưa có một cái nhà máy nào trên hệ thống điện Việt Nam cung cấp một cái sản lượng lớn như vậy. Hàng năm, Thủy điện Hòa Bình đã phục vụ để tưới tiêu cho hơn 600.000 hectare lúa ở đồng bằng Bắc Bộ, góp phần để cùng với ngành nông nghiệp đảm bảo cái an ninh lương thực quốc gia, cũng như là việc đưa Việt Nam trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất trên thế giới. Với vai trò của mình thì Thủy điện Hòa Bình đã góp phần cho việc vận chuyển các thiết bị siêu trường, siêu trọng của Thủy điện Sơn La cũng như Thủy điện Lai Châu, góp phần cho Thủy điện Sơn La hoàn thành trước thời hạn của Quốc hội đề ra là 3 năm và Thủy điện Lai Châu là 1 năm. Toàn thể cán bộ công nhân viên của Thủy điện Hòa Bình bao thế hệ này được đào tạo, được rèn luyện từ thực tế đã hoàn thành nhiệm vụ, thì thế hệ lãnh đạo mới cũng như cán bộ công nhân viên hiện nay phát huy hơn nữa vai trò của mình để xứng đáng với một cái đơn vị đầu ngành của tập đoàn, và cùng với tập đoàn để hoàn thành cái nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao cho. Thủy điện Hòa Bình là công trình thủy điện chiến lược đa mục tiêu, với nhiệm vụ đầu tiên là chống lũ, nên công tác đảm bảo an toàn đập và hồ chứa là vấn đề được ưu tiên hàng đầu. Để theo dõi tình trạng đập, công ty thường xuyên củng cố nâng cấp hệ thống thiết bị quan trắc đập, tổ chức theo dõi, thu thập đầy đủ số liệu, phân tích, đánh giá và lập báo cáo định kỳ hàng năm cho các cơ quan chức năng theo quy định. Toàn bộ quá trình vận hành cũng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quản lý an toàn đập, như thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa, theo dõi, thu thập, lập báo cáo đánh giá mức độ an toàn đập trước mùa mưa lũ, trình hội đồng tư vấn an toàn đập, xây dựng các phương án bảo đảm an toàn chống lũ lụt cho hạ du và quy chế phối hợp với các địa phương cũng như các cơ quan liên quan. Ngày 20 tháng 1 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 99 QĐ-TTg đưa nhà máy thủy điện Hòa Bình vào danh mục các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Việc bảo đảm an toàn cho công trình là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của công ty. Nhận thức rõ điều này, Đảng ủy, Ban lãnh đạo công ty đã tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ công nhân viên nắm rõ và chấp hành nghiêm các nội quy quy định của cơ quan đơn vị, phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh an toàn công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình. Là nhà máy thủy điện có quy mô công suất lớn, nhiều tổ máy, nhà máy lại đặt ngầm trong núi nên hệ thống thiết bị rất phức tạp, điều kiện môi trường làm việc cũng khắc nghiệt hơn. Do vậy, công tác vận hành và sửa chữa công trình thiết bị luôn được lãnh đạo công ty quan tâm chú trọng. Phân xưởng vận hành trong công ty có nhiệm vụ trực sản xuất 24/24 giờ, đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn liên tục theo phương thức của điều độ hệ thống, thường xuyên kiểm tra thiết bị, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng. Từ sau khi khánh thành nhà máy, hầu hết các công việc sửa chữa công trình thiết bị đều do cán bộ của công ty tự thực hiện. Kể cả những vấn đề kỹ thuật phức tạp như hàn nứt bánh xe công tác của tua bin, sửa chữa hư hỏng cuộn dây stator và rotor máy phát điện, thay xoăng xi lanh đường kính lớn của van xả đáy đập tràn, v.v. Đó là những công việc thực hiện trong điều kiện rất khó khăn, quy trình công nghệ phức tạp, đòi hỏi người thợ phải có bản lĩnh, trình độ chuyên môn và tay nghề cao. Song song với công tác duy tu, bảo dưỡng các thiết bị hiện có, công ty cũng từng bước đổi mới, nâng cấp và thay thế các thiết bị công nghệ cũ lạc hậu đã hết vòng đời khai thác để đảm bảo nhà máy luôn vận hành an toàn, ổn định. Trong những năm gần đây, nhiều dự án thay thế, nâng cấp toàn diện thiết bị đã được triển khai. Trọng tâm là dự án thay bánh xe công tác tổ máy số 6 và nâng cấp hệ thống tự động đo lường, điều khiển, bảo vệ và tín hiệu 8 tổ máy. Trong quá trình vận hành, đội ngũ cán bộ kỹ sư của công ty đã nghiên cứu và đề ra nhiều giải pháp cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm nâng cao độ ổn định vận hành của các thiết bị. Mỗi năm, có hàng chục sáng kiến được đưa vào áp dụng, mang lại hiệu quả thiết thực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Một trong những tiêu chí mà lãnh đạo công ty luôn chú trọng quan tâm đó là chăm lo đến người lao động, xác định người lao động là vốn quý của doanh nghiệp. Việc phối hợp giữa người sử dụng lao động với đại diện người lao động là tổ chức công đoàn cũng luôn được thực hiện theo đúng quy định của nhà nước. Thường xuyên thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động làm công việc nặng nhọc độc hại. Duy trì tốt chế độ khám bệnh và cấp phát thuốc tại chỗ. Khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ công nhân viên, khám chuyên khoa cho nữ công nhân viên chức. Phong trào hoạt động văn thể luôn được duy trì tốt nhằm rèn luyện sức khỏe cho người lao động. Hàng năm, công ty tổ chức giải thể thao truyền thống cho cán bộ công nhân viên người lao động. Đây chính là sân chơi để mọi người giao lưu gắn kết, để người lao động luôn yên tâm gắn bó và cống hiến cho sự phát triển của công ty. Để có được những thành quả này, nhân dân Hòa Bình chính là những người đầu tiên đã cống hiến cho công trình. Gác lại tình cảm sâu nặng với nơi chôn nhau cắt rốn, nơi gắn bó bao đời của tổ tiên. Hơn 4.000 hộ dân vùng lòng hồ đã di chuyển đến nơi ở mới, nhường đất cho xây dựng công trình. Trong những năm gần đây, nhờ công trình thủy điện, mỗi năm tỉnh Hòa Bình thu ngân sách từ 1.200 đến 1.400 tỷ đồng từ nhà máy, xấp xỉ một nửa tổng thu ngân sách của tỉnh, giúp đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, công ty đã nhận phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thường xuyên thăm hỏi động viên các gia đình thương binh liệt sĩ, chia sẻ với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn thanh niên của công ty với truyền thống công trường thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn xung kích đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ nhân dân vùng lòng hồ có cuộc sống tốt hơn, xứng đáng với những đóng góp của đồng bào đối với công trình Thủy điện Hòa Bình. Trong suốt 30 năm qua, Thủy điện Hòa Bình đã có đóng góp to lớn cho cái sự phát triển chung của cả nước. Trong đó có sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh Hòa Bình. Trước hết thì phải nói là cái đóng góp về cái giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời nữa là tạo thêm cái nguồn thu ngân sách nhà nước để thúc đẩy cho cái phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Với cái số ngân sách đã nộp cho ngân sách nhà nước trong mấy chục năm qua đó là khoảng trên 9.000 tỷ đồng theo cái cơ chế chính sách riêng cho từng giai đoạn, nhưng mà đóng góp cho một cái tỉnh miền núi mà có cái nguồn thu thấp như thế này thì tạo ra một cái động lực mới để mà tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội cho cái địa phương Hòa Bình của chúng tôi. Đồng thời nữa là cũng tạo ra một cái diện mạo mới, có một cái điều kiện rất là đặc biệt, đó là một cái vùng lòng hồ thủy điện ấy có tiềm năng để phát triển du lịch rất đặc biệt mà đã được Thủ tướng Chính phủ đưa vào quy hoạch phát triển cái du lịch trọng điểm quốc gia, thì tạo ra một cái thuận lợi mới để thúc đẩy cho cái việc là tăng trưởng, nhất là dịch vụ và du lịch của tỉnh Hòa Bình ngay cạnh thủ đô Hà Nội. Kể từ ngày công trường thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bắt đầu đào những khối đất đá đầu tiên để xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình, cho đến ngày hôm nay, biết bao kỳ tích của tập thể cán bộ công nhân viên đã đi vào lịch sử của ngành điện nước ta. Ghi nhận những cống hiến đó, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng rất nhiều danh hiệu cao quý cho Thủy điện Hòa Bình. Danh hiệu Anh hùng lao động năm 1998, Huân chương Độc lập hạng 3 năm 2003, Huân chương Độc lập hạng 2 năm 2008, Huân chương Độc lập hạng nhất năm 2013 và các huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba. Ngày 28 tháng 7 năm 2018, Thủy điện Hòa Bình vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vinh danh trong lễ trao giải Vinh quang Việt Nam, dấu ấn những công trình. Suốt chiều dài lịch sử 3 thập niên, có những người đã mãi mãi nằm xuống, có những người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân, và những người đến giờ vẫn tiếp tục gắn bó để nhà máy tiếp tục phát triển, cung cấp nguồn điện năng cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, xứng đáng với tên gọi công trình thế kỷ. Khắc ghi những công lao ấy, Đảng ủy, Ban lãnh đạo, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Thủy điện Hòa Bình luôn phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, không ngừng lao động, học tập, sáng tạo, vận hành khai thác hiệu quả công trình, đồng thời thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các cán bộ, kỹ sư, công nhân đã tham gia xây dựng công trình này. Ngày 5 tháng 1 năm 2018, tại buổi gặp mặt nguyên cán bộ và công nhân viên chức của nhà máy,
lãnh đạo công ty Thủy điện Hòa Bình đã báo cáo với các bác, các anh, các chị về quá trình 30 năm quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả công trình và tri ân sự cống hiến của các thế hệ cho Thủy điện Hòa Bình hôm nay. Thấm thoát đã 30 năm trôi qua, kể từ ngày tổ máy số 1 chính thức hòa vào lưới điện quốc gia, Thủy điện Hòa Bình vẫn ngời sáng trên sông Đà, mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ đã tham gia xây dựng và quản lý vận hành công trình thế kỷ của đất nước. Xin được dẫn những lời tổng kết khi hoàn thành công trình thế kỷ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước để kết thúc cho bộ phim này. Dù cho mai sau, chúng ta có đủ sức mạnh và trí tuệ xây dựng những công trình lớn hơn rất nhiều, nhưng với công trình Thủy điện Hòa Bình thì nét đặc thù, sự độc đáo và tính lịch sử của nó khó có công trình nào sánh nổi.